Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trà Vinh có gần 1.700 lượt doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và 2.000 hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế trong 5 tháng với tổng số tiền 719 tỷ đồng. Hội phụ nữ huyện Cầu Ngang với mô hình tổ hùng vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi tháng có một hội viên phụ nữ trong tổ cùng thành viên gia đình được mượn tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế. Trường Đại học Trà Vinh nghiên cứu thành công đề tài khoa học tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ cùng các đoàn thể chính trị của tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Qua phát động có gần 1.500 người đăng ký, trong đó riêng ngành công an có hơn 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu. Để giữ an toàn cho người tình nguyện trước, trong và sau khi hiến máu, đồng thời đảm bảo tốt việc phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu theo từng đợt, bố trí thời gian hợp lý. Việc tổ chức tiếp nhận máu được thực hiện đúng theo yêu cầu của ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Qua 2 ngày thực hiện hiến máu, các cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức, lực lượng đoàn viên thanh niên và cán bộ công đoàn tham gia hiến gần 1.200 đơn vị máu, góp phần cung cấp đủ số lượng máu cho các bệnh viện trong tỉnh dự trữ điều trị bệnh trong năm nay. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay, các ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức được 14 đợt hiến máu tình nguyện với trên 5.000 người tham gia hiến trên 4.000 đơn vị máu. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, trung bình mỗi năm bệnh viện sử dụng từ 7.000 đến 8.000 đơn vị máu cho công tác điều trị bệnh. Mỗi ngày bệnh viện phải có từ 40 đến 50 đơn vị máu để điều trị bệnh. Tuy nhiên, hiện nay trước tình hình dịch bệnh đang xảy ra phức tạp, số lượng máu cung cấp đủ cho công tác điều trị của bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức hiến máu tình nguyện được nhiều người tham gia sẽ có ý nghĩa rất lớn, giúp cho ngành y tế tỉnh có đủ số lượng máu điều trị bệnh. Theo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, thực hiện Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất, tỉnh Trà Vinh có gần 1.700 lượt doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và 2.000 hộ kinh doanh được gia hạn nộp thuế trong 5 tháng, với tổng số tiền 719 tỷ đồng. Cụ thể, gần 1.700 lượt doanh nghiệp, tổ chức cá nhân được gia hạn 592 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và 100 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. 2.000 hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn 27 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Ngoài gia hạn nộp thuế, tỉnh Trà Vinh còn có 130 doanh nghiệp, tổ chức cá nhân được gia hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Ông Trần Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh có 2.626 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có 720 trường hợp thuộc diện đóng thuế giá trị gia tăng và 955 trường hợp thuộc diện phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngay khi Nghị định 41 được ban hành, Cục Thuế tỉnh đã đăng tải Nghị định trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời thông báo đến các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử. Nghị định nhằm chia sẻ một phần khó khăn giúp các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn có vốn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch COVID-19. Để được gia hạn, người nộp thuế chỉ phải nộp một lần duy nhất giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 41 của Chính phủ, bằng phương thức điện tử hoặc bản giấy cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Hôm nay, ngày 23 tháng 4, bà Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra công nhận trường mẫu giáo Tuổi Hồng, huyện Càng Long là trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 5 tiêu chuẩn về tổ chức quản lý của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả mà nhà trường thực hiện trong quá trình củng cố và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Đó là nhà trường có cơ cấu bộ máy đảm bảo theo quy định. Ban giám hiệu nhà trường năng động, sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp cao. Cơ sở vật chất trường khang trang, đảm bảo các tiêu chuẩn đạt chuẩn, đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng các hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường. Môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện. Kết quả, đoàn đánh giá trường mẫu giáo Tuổi Hồng, huyện Càng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, qua rà soát những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh để thực hiện hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ, tỉnh Trà Vinh có 7 nhóm đối tượng được hưởng lợi theo nghị quyết này. Đó là những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng một người một tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần. Số người hỗ trợ là 10.809 người với số tiền hỗ trợ trên 16 tỷ đồng. Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng một người một tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần. Số người được hỗ trợ 36.763 người, số tiền hỗ trợ ước tính 55 tỷ đồng. Nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng một khẩu một tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần. Theo thống kê, số hộ nghèo được hưởng hỗ trợ là 9.214 hộ với gần 29.000 nhân khẩu. Số hộ cận nghèo là 19.474 hộ với 77.000 nhân khẩu. Số tiền hỗ trợ cho nhóm hộ nghèo và cận nghèo trên 79,4 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 3 nhóm đối tượng ước tính trên 153 tỷ đồng. Còn lại là đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản, đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu dùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Nhóm các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 được hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ một tháng, theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6. Hiện nay, đối với đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đang chờ hướng dẫn chi tiết của Chính phủ, sau đó tiến hành phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp rà soát thống kê đối tượng để triển khai thực hiện nhằm đưa hỗ trợ của Chính phủ đến sớm nhất với người được hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tình nguyện tham gia tổ hùng vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế, mỗi tháng có một hội viên phụ nữ trong tổ cùng thành viên gia đình được mượn tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế. Đó là mô hình được Hội Phụ nữ huyện Cầu Ngang thành lập và duy trì từ đầu năm 2019 đến nay. Hiện mô hình đã được nhân rộng ở nhiều xã trong huyện. Định kỳ hàng tháng, 11 hội viên thuộc chi hội phụ nữ ấp Bến Đê Bê, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang tổ chức một buổi họp mặt các thành viên để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, những khó khăn gặp phải trong phát triển kinh tế gia đình và được nghe tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật trong cuộc sống. Dịp này mỗi chị cùng đóng góp 100.000 đồng gây quỹ hùng vốn, sau đó xét ưu tiên cho từng trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thật cần thiết nhất để luân phiên cho mượn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, mỗi tháng có một hội viên phụ nữ cùng thành viên gia đình được tham gia bảo hiểm y tế từ đồng vốn của hội. Thấy nói chung là hội viên ở đây rất là nhiệt tình. Mỗi khi như mình đi vận động, lúc đầu thì mình thấy như bảo hiểm thì tham gia bảo hiểm y tế thì có nhiều hộ ở đây khó khăn, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, không thể mua cái bảo hiểm, đủ tiền để mua cái bảo hiểm. Thành ra mình đi từ nhà hội viên mình sẽ giải thích là cái bảo hiểm nó có quyền lợi như thế nào. Cái lúc thì có nhiều người mình giải thích xong thì người ta đồng ý sẽ mua, nhưng với điều kiện là mình phải thành lập một cái tổ là mình giải thích, người ta tổ gom lại thì 11 cái hội viên á,
mỗi tháng là 100.000. Thì nếu hai vợ chồng muốn mua bảo hiểm hai thẻ thì 1.368.000. Thì hốt 1.1 triệu này thì mình sẽ đắp thêm 200 mấy nữa. Mỗi một tháng vậy, mình tháng sau mình nhận được hai thẻ bảo hiểm, mỗi tháng mình sẽ đóng lại 100.000. Đóng trong vòng 11 lần thì đủ 1.1 triệu rồi, giống như là đóng góp vậy ha, góp. Rồi mình kế đó thì mình rủ những hội viên mà người ta hơi khá một chút thì người ta sẽ nhường lại. Bởi vì ai cũng đòi hốt tháng đầu hết thì nó đâu có đủ. Rồi tháng kế nữa thì những hội viên hơi khá chút sẽ nhường lại cái hội viên mà có cận nghèo á, cho người ta hốt để người ta mua bảo hiểm. Hơn 1 triệu đồng để mua được thẻ bảo hiểm y tế cho bản thân cùng thành viên trong gia đình. Số tiền trên tuy không lớn nhưng đối với các hộ gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống là rất đáng trân trọng. Quan trọng hơn, từ nguồn vốn đóng góp đã giúp cho nhiều gia đình được yên tâm trong việc chăm sóc sức khỏe. Thấy là thứ nhất là rất là vui, tại vì đầu tiên là về cái ý nghĩa của y tế thì mình thấy nó rất là có ý nghĩa. Còn về cái riêng bản thân gia đình và cá nhân thì cái bảo hiểm y tế nó rất là có lợi. Ví dụ như những cái bệnh thông thường, đặc biệt là trong cái mùa dịch cúm này thì ví dụ như là có sốt hay là bị những cái bệnh mà cần phải nhập viện đó, thì rõ ràng là mình không có hề lo lắng chuyện gì hết. Về bệnh viện thì chăm sóc chu đáo và mình không có lo lắng về khoản tiền gì hết. Thì giờ phút này thì cảm thấy được cái lợi của bảo hiểm y tế nhiều hơn khi mình chưa tham gia. Và cái số tiền mua cái thẻ bảo hiểm y tế thì thật ra nó không có nhiều. Ngày xưa giờ mình ngán, nhưng mà thấy mua rồi thì mình xài được một năm, nó rất là lâu. Và cho nên là cũng có trao đổi và thường xuyên đến với chi hội để mà động viên và giải thích cho những cái hội viên khác cùng tham gia. Đối với nhiều hội viên phụ nữ sống ở nông thôn, trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ luôn gắn bó với cuộc sống của gia đình. Do đó, công tác tuyên truyền, phát động thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện luôn gặp khó. Nhưng kể từ khi tham gia mô hình và từ số vốn hùng lại của các hội viên cùng với số tiền tích góp của gia đình, nay có nhiều hội viên đã thay đổi cách suy nghĩ ban đầu. Là mình mang hiện giờ á, thì sức khỏe mình còn mang được tốt, thì mình mang vậy là mình để dành. Để sau này á, ví dụ vậy đó thì mình cũng có hưởng được phần sau này, mình hưởng về tuổi già sức khỏe mình không còn mình mang được á, cũng vừa dặn túi tiền để đóng, cũng như mình á, mà mần rồi mình chi phí cái này cái kia rồi còn như mình cũng tích lũy mình gom vô đó đó, cũng được, cũng vừa dặn đóng cũng được. Mô hình hùng vốn mua bảo hiểm y tế của hội phụ nữ huyện Cầu Ngang đã được thành lập từ đầu năm 2019. Từ một vài tổ được thành lập lúc ban đầu, đến nay đã phát triển được 16 tổ ở các xã trong huyện như Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, xã Mỹ Long Bắc và xã Vinh Kim, với gần 200 hội viên và có gần 300 người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đa số hội viên của huyện Cầu Ngang, hội viên phụ nữ của huyện Cầu Ngang thì cũng là có cái cuộc sống rất là khó khăn. À, hội viên nghèo và hội viên cận nghèo thì là chiếm đa số. À, cái việc mà để tự cho các chị là tham gia cái bảo hiểm y tế cũng như là mua bảo hiểm y tế cho gia đình thì đó cũng là một cái điều rất là khó khăn, bởi vì khi mua bảo hiểm cho cả gia đình, thành viên cho gia đình thì nó cái số tiền nó rất là cao. Do vậy thì với cái cuộc sống hiện tại của các chị thì không thể nào mà một lúc mà bỏ tiền ra để mà mua bảo hiểm y tế cho các cái thành viên trong gia đình một lúc được. Thì xuất phát từ những cái vấn đề đó thì chỗ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã là suy nghĩ và có cái định hướng để cho các chị là vận động các hội viên để làm sao là hùn vốn lại để cho các chị là nhận, để các chị sẽ có được cái khoản tiền đó và các chị mua được cái bảo hiểm y tế cho thành viên trong gia đình mình cùng một lúc. Và khi mà mua được như vậy thì sẽ giảm được cái gánh nặng cho các cái thành viên trong gia đình. Mỗi khi mà có là bệnh, đi khám bệnh thì nó sẽ giảm được cái phần chi phí này kia nọ. Do vậy thì các chị cũng rất là đồng tình cái việc mà tham gia để một hùn vốn mua bảo hiểm y tế. Vậy thì tôi thấy cái kết quả này đạt được cũng rất là khả quan. Do vậy thì cũng giúp cho các chị là tiếp cận được cái dịch vụ y tế nó tốt hơn. Thì cái hướng tới thì chỗ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục là chỉ đạo để nhân rộng các cái xã còn lại. Việc làm trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, góp phần tuyên truyền hiệu quả
về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cung cấp sản phẩm công nghệ chất lượng an toàn cho cộng đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh. Trong những năm qua, Trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện nhiều đề tài khoa học mang tính thực tiễn cao. Trong đó, đề tài khoa học nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh là đề tài khoa học lớn của trường vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận thành công ở mức độ cao. Trà Vinh là một trong những tỉnh có diện tích nuôi tôm sú lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trên 17.800 hecta, nhu cầu giống tôm sú trên 1,78 tỷ con trên một năm. Toàn tỉnh có 83 cơ sở sản xuất giống tôm, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của tỉnh. Số còn lại phải nhập từ các tỉnh khác. Người dân nuôi tôm chọn con giống đa số ở những nơi cung cấp giống mà mình tin tưởng, chứ không thể biết chính xác là giống con tôm đó có đạt chất lượng hay không. Nhất là những giống trôi nổi nhập từ nơi khác chuyển về. Nhiều người nuôi thất bại cũng do giống tôm không đạt chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trường Đại học Trà Vinh ký kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết lượng tôm sú giống chất lượng cao, sạch bệnh cung cấp cho người nuôi. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020, chia làm hai giai đoạn. Kinh phí 6,5 tỷ đồng. Đây là một trong hai đề tài khoa học cấp bộ quản lý cùng với đề tài nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính do Khoa Nông nghiệp và Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện thành công trong những năm qua. Trường Đại học Trà Vinh rất là vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao một đề tài trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất tôm giống ở tại tỉnh Trà Vinh. Đây là một đề tài rất là ý nghĩa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tại tỉnh Trà Vinh. Đến thời điểm này, kết quả của nghiên cứu đã đạt được kết quả tốt. Đây cũng là một vinh dự của nhà trường cũng như là của Khoa Nông nghiệp Thủy sản, cũng như là một cái vinh dự có một cái cơ hội giúp cho sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh đối với ngành thủy sản trực tiếp chính bản thân các em cùng nghiên cứu với các thầy cô để tạo ra sản phẩm, đặc biệt là tạo ra cái tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại tại tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu đề tài nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh là xây dựng được quy trình sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh phục vụ các trại sản xuất giống tôm sú tại tỉnh Trà Vinh. Cụ thể là xây dựng được quy trình sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh trong điều kiện nhân tạo. Quá trình này được xem như là một quá trình thuần hóa vật nuôi, làm thay đổi mức độ di truyền, tính trạng vật nuôi. Qua quá trình chọn lọc, tạo ra những tính trạng tốt nhất, đó là con tôm sú bố mẹ sạch bệnh, khỏe mạnh, để có khả năng sinh sản những con tôm giống tốt phục vụ cho người nuôi. Tất cả về cái chỉ số môi trường đều là nó không có biến động. Rồi từ đó thì nó sẽ luôn được cái lúc mà mình nuôi á, thì nó nuôi á thì cái con tôm mình á là nó phát triển nhanh hơn. Từ cái môi trường nó không xáo trộn thì mình kiểm soát được cái thức ăn, rồi cái tốc, từ đó cái tốc độ lớn của con tôm thì mình kiểm soát được nó lên, nó từng giai đoạn nó phát triển là nó rút ngắn cái thời gian hơn. Như mục tiêu là của đề tài là đặt ra là cái giai đoạn 2 là 300 con bố mẹ, nhưng mà hiện tại nuôi tới giờ là tính hết tổng đàn là nó còn khoảng 450 con bố mẹ. Thì trong 450 con này thì hiện tại bây giờ là vẫn là nó sinh sản được hết rồi. Tôm bố mẹ sau khi nó sinh sản thì ươm ra là hiện tại là ươm ra bót và đưa ra giao cho hộ nông dân nuôi á, là nuôi là nó tỷ lệ sống của nó rất là cao. À, một cái rất là cao nữa, với con cái thứ hai nữa là khi mà đưa ra nuôi á, là cái tôm da quá nó được tầm soát được 7 cái bệnh của nguy hiểm của thủy sản. Nguồn gốc tôm bố mẹ là những con tôm sú boss được nhập từ nước ngoài thông qua viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 và được chứng nhận sạch bệnh của các cơ quan chức năng khi nhập vào nước ta. Từ những con tôm boss này, nhóm nghiên cứu đem về nuôi lớn thành tôm bố mẹ theo quy trình mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo sạch bệnh, chất lượng cao,
được kiểm dịch từng giai đoạn của cơ quan chi cục thú y vùng 6 thuộc cục thú y. Toàn bộ quá trình giao quá tôm được thực hiện trong quá trình công nghệ đủ điều kiện an toàn sinh học, hệ thống tuần hoàn kính đáy tích hợp với hệ thống lọc theo hình thức nước chảy tự động và mức độ an toàn sinh học cao ở các bể chứa bằng composite trong nhà kính của hai trại thực nghiệm ở trường chuyên nuôi tôm giống với mức độ cách ly và tuyệt trùng nghiêm ngặt. Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức kiểm thu sản phẩm giai đoạn 2 của đề tài khoa học này. Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Huỳnh Kim Hường, Phó trưởng khoa Nông nghiệp và Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh. Giai đoạn 1 đã nuôi thành công 100 con tôm sú bố mẹ trong thời gian 13 tháng, đạt các tiêu chí đề ra. Giai đoạn 2 tiếp tục nuôi trên 300 con tôm sú bố mẹ, đã xây dựng được quy trình sản xuất sạch bệnh trong điều kiện nhân tạo và đạt được kết quả tốt. Kích cỡ tôm đực trên 80 gram, tôm cái trên 120 gram. Tỷ lệ sống từ giai đoạn tôm boss đến tôm bố mẹ là trên 20%. Tỷ lệ thành thục của tôm bố mẹ là trên 50%. Sức sinh sản hơn 400.000 ấu trùng trên một tôm bố mẹ trên một lần đẻ. Bản thân tôi đánh giá đề tài này rất là cao. Kết quả đạt được là ngoài suất mong đợi. Tôm bố mẹ mà mình nuôi để nó thành thục trong cái môi trường trầm trại thì rất là khó. Mà cái nhóm đề tài này thực hiện lần đầu tiên mà đạt được kết quả vượt sức mong đợi như thế này. Chất lượng tôm mẹ cũng như là tôm bố đều vượt, thì sẽ đảm bảo là sau này mình có thể cung cấp tôm bố mẹ sạch bệnh cho địa phương của mình. Thì rất là quan trọng. Hiện nay là phần lớn là tôm bố mẹ mình bắt từ tự nhiên hay tôm gia quá từ các công ty cung cấp, mà cái này là sản phẩm từ địa phương của mình. Do đó là sẽ đảm bảo địa phương mình sẽ có nguồn tôm bố mẹ sạch bệnh để cung cấp cho nông dân. Đối với các trại giống tôm hiện nay á, thì phần lớn là người ta cung cấp là dựa vào cái nguồn tôm từ bố mẹ tự nhiên, thì cái đó thứ nhất là chưa đảm bảo được sạch bệnh. Cái thứ hai là tôm bố mẹ gia quá cung cấp từ các công ty thì cái giá thành sẽ rất là cao. Do đó nếu mà cái đề tài này thành công tại địa phương của mình thì đảm bảo được nguồn tôm bố mẹ. Cái thứ hai là giá cả sẽ phải chăng. Đề tài nghiên cứu với những nội dung thiết kế hệ thống an toàn sinh học dùng để nuôi tôm sú bố mẹ tại trại thực nghiệm của Trường Đại học Trà Vinh, hoàn thiện quy trình sản xuất giống tôm sú bố mẹ sạch bệnh trong điều kiện nhân tạo trên cơ sở kết quả sau 12 tháng đánh giá chất lượng tôm bố mẹ và tôm giống. Các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp đánh giá cao về kết quả đạt được của đề tài này, với sản phẩm đạt mức độ tiên tiến trong nước, đảm bảo an toàn sinh học. Giống tôm sú boss được đưa ra nhiều hộ nuôi ở huyện Duyên Hải, tất cả đều đạt tiêu chí màu lớn, sạch bệnh và thích nghi tốt với môi trường. Tôi đã nuôi ở ngoài nó nhiều vụ, nhưng mà tôi thấy con tôm này nó mạnh mà nó khỏe, rất khỏe. Mà nó tốp mồi rất là nhanh hơn các cái loại con tôm ở bình thường ở ngoài. Định hướng của cái nghề nuôi tôm sú của tỉnh là nó theo hai hình thức. Cái thứ nhất là về cái nuôi tôm sinh thái, an toàn sinh học. Cái vấn đề thứ hai là cái định hướng cũng của tỉnh là cũng sẽ phát triển theo cái hướng siêu thâm canh. Thì đối với cái đề tài nghiên cứu này, nó là cũng một trong những cái bước đột phá cho cái nghề nuôi tôm sú của tỉnh. Đây là dịp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên và tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt ở trường, đồng thời phục vụ tốt cho người dân địa phương nuôi tôm sú có được tôm giống chất lượng cao để đạt được những mùa vụ bội thu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.